Nó bự nhà mình á. Này đi hỗ trợ phải không? Hỗ trợ cái gì? Dâu tây, người tiếng Anh kêu bạn chị số bì à. Hỗ trợ dâu tây cả nhà. Trời ơi, bên này nông trại gì mấy cái farm kìa. Bên này rất là đẹp luôn nè. Trọng cái gì nè, đậu phộng hay gì á, thấp thấp này chắc mấy đậu phộng hay là dâu tây, chắc là đậu phộng. Trồng đậu phộng thấy này, trồng đậu phộng cũng ham lắm mà nhổ lên một cái quá trời đậu phộng luôn.
sống người ta ở im ả rồi này, trời ơi chồng tôi cầu là cái dành luôn á. Ừ, thấy rồi, thấy rồi. Ủa cái này cũng là cái giường của nó đó hả? Không biết đâu, nhưng mà mình không tới đây mình đi biết, đi bỏ rồi. Cái dâu tây. Trong dẫu người ta hái kìa. Ừ. Dâu nè. Nè cái dâu tây này sao gì nè trời ơi, cũng kiếm luôn. Dâu này nó cũng bán đồ, bán bông, bán đồ. Cái này cũng có phải hái rau muống đó kìa. Ừ, rau muống thì vậy xào tỏi anh. Cái đó là rau muống đó hả? Trời ngộ vậy. Ông bác nó kêu ấm mới làm canh cho nó. Ở Việt Nam mình ăn mùng ngót. Ở bên này không có, mùng tơi có, mùng ngót không có. Mùng ngót lặt non rồi cái phải nhồi nhồi nó thấy nhồi nhồi rửa nhồi nhồi. Nấu rồi nấu theo cái kiểu sim lo của hồi đó má nấu, rồi sau này mấy cô nó nấu cái kiểu tập tàn sim lô á, là có chút mắm nè, rồi có khoai lang, có bắp, có đủ thứ chứ. Này ăn theo kiểu miên. Sóc Trăng mình á cũng là xứ của miên hồi xưa thì miền Nam từ Sài Gòn đâu đó, từ miền ấy là toàn là hồi xưa là của Campuchia anh chị đòi đất hoài. Cái đâu hả chồng cái này không biết cái gì. Trong này cái giải nhà cũng nhiều dữ ha, dài dài á nhóc hết chứ. Đây toàn là farm trồng đồ rồi mấy nông trại hả? Vậy hả? Hái nho rồi làm rượu hả? Ồ. Ở đó tỷ phú Hoàng Kiều Việt Nam mình á, ổng có mua là của Mỹ cho mua. Kiểu của Âu Châu không à? Ha. Mấy cái kiểu nhà này loại hổm là hổm còn Mỹ ra nó làm hình chữ nhật cái một à. Là thịt không nhà Âu Châu cây quá nhưng mà như trong cắm trại á. Ừ nè có coi nè rồi chồng qua trước cửa rồi ha. Nhìn nè, thấy có... nhìn thấy thơ mộng quá bà. Thích bằng cây nè cái màu hương nó kìa. Từ mấy người này ở đây rất giàu có gì lắm, có nông trại gì đầy đủ chợ là mới cắm hết biết luôn. Phần đất này phân không á, ha? Đất phân không. Ở sao mình không làm nổi mà ai xới lên đó, lật ngược lại xới lên rồi nào mình trồng đồ. Lo ai lành gì nè, cái gì đây? Chữ đó là gì ạ? Thiết cũng là đồ cổ. Đồ cổ hả? Thì nó làm, nó dùng mấy cái đồ cổ của nó làm mấy cái tượng này. Ừ, cây ơi, chỗ này, cái cây này cái gì ạ? Nho hay gì? Không thấy rõ. Ông thấy là chắc nho. Nho à? Hay là cây gì không biết, hay là cây phít. Ờ lá giống cây phít. Hay là cũng không giống cây ấy, không giống cây táo. Nghĩ chắc do do tại nó nè nó làm rượu nè. Ừ, ông lấy nho đó. Cây nho. Nhà xem nè, cái này vườn nho nè. Trời ơi, cái nhà nó bự dữ à. Nó là cái xưởng á. Ờ. Làm nè, ở nhỏ cái nè. Bữa nay chủ nhật nó không có công nhân nghỉ hết. Ôi, cây nó mát gì đâu rồi mua cây này.
Ô oh, đây nè. Ừ, nó cho người ta ngồi hưởng thụ hả? Uống rượu nho nè, hưởng thụ dầu cái vườn nho quá trời lớn luôn. Bên trái. Bên này á nè. Ôi trời. Ô cái cây đen làm gì vậy? Cây cây đen quá trời ơi. Nhà xem nè. Cái này cảnh thôn quê đó, ngoài ngoại ô đó mà nó đẹp gì đó. Nè cái này cái nhà nè. Là nó có cái dè đó ra đó mình bắt ghế mình ngồi nó mát mẻ gì đâu, nhất là buổi sáng nhâm nhi cái bánh với ly cà phê sữa ốm ướm sữa hột gà mấy trứng nhà nhỏ nhỏ đó. Ông để riêng phía trong đó đừng có nào lấy ăn uống không biết hơi hơi kia ta kêu mà hột gà so ở Việt Nam cũng có. Ôi bông hoa đẹp quá đó. Ta kêu một hột gà so, trứng gà so là trứng đẻ đầu tiên nó nhỏ. Hổm nó đẻ mùa trứng vịt lộn rồi con mới quên vậy. Cái gì dây qua hồ dây qua nó đi rồi cũng quên luôn. Thôi chứ không à. Nhà trồng nho vườn nho quá trời luôn. Ở trong cái làm cái cổng cái bông hồng với ông chồng này giờ ngoại ô này ta người nào có xe giống như hồi xưa Việt Nam mình qua có chiếc xuồng giờ có chiếc xuồng còn cái này chữ đó là gì à? Đi đập quan wholesale bán cây to trồng á wholesale bán sỉ. Ông sĩ khởi chồng đây nè, nó đây nè, nè, xa cái nó có chỗ bán đồ gì, bông. Hello, Mike. Yeah. We'll be there in like 10 minutes. Okay, we'll be waiting outside Park Plaza. Okay, okay. Cha con tới hả? Cha con tới hả? Đúng hẹn rồi. Tại mình ghé vô nhà ban. Nhà băng thì cũng tới thì không biết chỗ này nó chấp nhận thẻ không lấy điểm nhớ điểm đó con mua được cái chiếc xe không á vậy hả? Ừ nó bớt 700 á. Chiếc xe đó thì giá tới nhiêu ạ? Trồng cây đồ quá trời luôn. Nga đó con có vậy đó nó đây mỗi năm nào vợ chồng nó cũng xuống Ninh Khô đó mướn một cái nhà từng lễ ăn nghỉ dưỡng bên phải thấy là bên trái tới hả?
đậu đây nè, cà canh mà. Xe cảnh sát. Nhà thấy không? Mùa này cây lá xum xê đẹp biết nhiều nè. Năm trời nảy lộc. Anh tờ đâu à? Tờ quẹo vô, lối vô. Ôi cái chỗ này năm nào nó cũng là một hỗ trợ ra. Con biết. Năm này năm đầu tiên đi. Sao tìm ra hả? Coi trên mạng hả? Nó quảng cáo trên Facebook á. Mấy người mà áo xanh nó làm gì? Coi vật tự hả? Tự mày đông quá, tốn kém mày, nhiều người quá. Cái ăn đỏ đỏ đó hả? Nó không lấy tiền đậu xe mà nó xin tiền. How's it going? Good morning. How are you today? We're good. How are Does you? Does she know that she's got her phone on a stick? Yes. Good morning. Morning. How are you? Good. Have a great day. You too. Yeah. Này khoa học á. Người đó không thấy hả? Ai biết. Nhà vậy mình mới khó chỗ. Mình gần chút xíu nha cả nhà. Thì tới ấy rồi mình leo xuống mình.